Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn 5 điều các bạn cần làm để một người đàn ông yêu thương các bạn và coi các bạn là đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của họ. Các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà một cô gái được yêu và được trân trọng đến như vậy, được làm một cái người đặc biệt trong cuộc sống của người đàn ông như thế. Cô ấy cũng phải thế nào cô mới có được điều đó? Vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ngay những cái điểm gì mà khiến cho một người con gái được cái người đàn ông đấy trân trọng và coi là đặc biệt đến như vậy nhá. Cái điều đầu tiên đó chính là một cô gái biết sống với cái cảm giác rằng mình là một cái người được nâng niu và được trân trọng với một tình cảm đặc biệt như vậy. Tức là bạn phải là một cô gái biết rằng mình xứng đáng với điều đấy. Đó, bạn phải biết mình xứng đáng và bạn sống với cái cảm giác đấy mỗi ngày để biết rằng cái đó là cái thứ thực sự thuộc về mình. Đừng bao giờ nói rằng tôi không được như vậy đâu, cái điều tuyệt vời đấy sẽ chẳng đến với tôi đâu. Nếu bạn nói như vậy thì chắc chắn là cuộc đời mình sẽ bất hạnh rồi. Nhưng nếu bạn sẵn sàng nói rằng tôi bước đến tình yêu để làm cho người ấy hạnh phúc và tôi xứng đáng với sự trân trọng, nâng niu và được coi là đặc biệt của người ấy. Đó, bạn biết là mình xứng đáng thì mình mới có được. Chứ còn bây giờ mà mình mà đẩy nó đi thì nó sẽ không đến đâu. Mình phải giang tay để mình đón nhận rằng chúng ta sinh ra là để hạnh phúc. Và đã yêu là phải được người ta coi là đặc biệt quan trọng. Chứ còn yêu mà chỉ để mình chạy theo đuôi người ta thôi thì chắc chắn là không rồi, đúng không? Bạn có giá trị của mình, bạn là đặc biệt, bạn là độc nhất vô nhị. Và mình phải biết nâng niu trân trọng giá trị của mình, chứ không phải là cứ ngồi so sánh mình với người này người kia và nghĩ rằng mình kém cỏi, mình không bằng người ta. Không, bạn phải là một cô gái đủ trân trọng mình thì đàn ông mới trân trọng các bạn. Đủ trân trọng để biết rằng mình xứng đáng với một người đàn ông yêu thương mình và coi mình là đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của anh ấy, các bạn nhé. Cái điều số 2 đó chính là một cô gái biết nói lời cảm ơn mỗi ngày cho những gì mình muốn có và những gì mình đã có. Cuộc sống này không bao giờ ngược đãi với những người phụ nữ có lòng biết ơn, các bạn ạ. Cuộc đời này không thể tệ với một người có lòng biết ơn được. Cho nên đây là một cái chìa khóa bước vào cái thế giới gọi là kết nối với vũ trụ, để vũ trụ này dành cho các bạn những điều tuyệt vời nhất. Ví dụ bạn đang muốn có một tình yêu định mệnh, muốn có một người đàn ông yêu thương các bạn, trân trọng, nâng niu các bạn, coi các bạn là đặc biệt, thì hãy cảm ơn vì điều đó. Và các bạn sẽ nói, ôi điều đấy đã xảy ra đâu mà tôi cảm ơn. Ngay cả khi nó chưa xảy ra cũng hãy cảm ơn các bạn nhé. Bởi vì chính cái sự biết ơn của các bạn ấy, nó vừa là một cái nguồn năng lượng, nó kéo cái nguồn năng lượng trong cơ thể bạn lên cao. Để làm gì? Để các bạn khớp với những nguồn năng lượng hạnh phúc ở ngoài kia và thu hút hạnh phúc về phía các bạn. Cái thứ nữa, cái sự tri ân của các bạn đấy, nó khiến cho các bạn luôn luôn biết được cái điều mà mình xứng đáng đấy. Nó luôn ở trong đầu các bạn, và nó cứ ở trong đầu các bạn thì nó các bạn sẽ có ở trong tay nhá. Ví dụ hãy nói lời cảm ơn. Khi mà người yêu của các bạn hoặc là đối phương của bạn làm được cái gì đó tốt cho các bạn, hãy cảm ơn nhá. Cảm ơn nói với họ hoặc là tự cảm ơn với mình, cảm ơn Thượng Đế, con xin cảm ơn bởi vì con đã được nâng niu như thế, con đã được trân trọng như thế, con đã được yêu thương như vậy. Đó, thì chính những cái lời cảm ơn đấy nó ra nguồn sóng rung động năng lượng rất là cao, nó kết nối với vũ trụ và cho các bạn những cái điều các bạn muốn. Ở ngoài hiện thực nó cũng khiến cho các bạn hạnh phúc đến như thế. Cái điều số 3 đó chính là bạn muốn người ta đối xử với bạn bằng sự trân trọng và nâng niu thì mình cũng sẽ phải bước đến tình yêu với đúng cái tinh thần như vậy. Mình cũng biết yêu thương, nâng niu và trân trọng, coi người ấy là đặc biệt trong cuộc sống của mình. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng tôi cứ nghĩ cách và tôi làm mọi thứ để người ta si mê tôi, còn tôi thì coi người ta chẳng ra gì. Không, sẽ chẳng ai có một cái tư duy như thế mà hạnh phúc trong tình yêu hết. Khi chúng ta bước đến tình yêu, chúng ta phải biết nó là cái phản ứng hai chiều. Chúng ta nghiêm túc với tình yêu đấy, chúng ta trân trọng nâng niu đối phương thì mới có thể là có cái cơ hội là đối phương nâng niu và trân trọng mình. Đó, bởi vì đôi khi mình nâng niu trân trọng đối phương mà đối phương còn không làm được điều đấy với mình. Nhưng nếu mà mình xác định là mình không làm thì chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ có được một cái người trân trọng và nâng niu mình đâu. Vì cuộc sống này luôn có cái quy luật của nó. Bạn phải thế nào thì người ta mới đối xử với bạn như thế. Bạn ngoài cái việc là một cái người tự ý thức được là mình xứng đáng, thì cái một trong những cái điều nó thể hiện bạn xứng đáng nên là bạn cũng bước đến tình yêu với một cái tinh thần như vậy. Chứ mình không thể nào mà mình bước đến tình yêu với một cái thái độ tiêu cực, xấu xí mà mình lại mong muốn là có một tình yêu đẹp và tuyệt vời mà người ta trân trọng nâng niu mình được cả. Đó, cho nên cái quan trọng nhất vẫn là từ tâm mình, để mình biết trao đi những giá trị cho đối phương.
biết dịu dàng này, nâng niu này, chăm sóc đối phương này, coi người ta là đặc biệt trong cuộc sống của mình này. Những cái điều tốt đẹp mà mình muốn ấy thì mình cũng sẽ phải trao đi, phải học cách cho đi và nhận lại, chứ không phải là chỉ mong là tôi làm cái điều này điều kia để người ta phải thích tôi, si mê tôi, còn tôi không phải làm gì hết, thì không phải như thế nhá. Cái điều số 4 mà bạn có thể làm để người ấy đối xử với bạn bằng sự trân trọng đặc biệt ấy, đó chính là bạn cũng phải biết bảo vệ người yêu của mình và bảo vệ tình yêu của mình trước những người khác, bao gồm cả những người trong gia đình của bạn, bao gồm cả bạn bè xung quanh bạn. Đừng bao giờ vì mà mình nghe một cái thông tin không hay, không đúng về người mình yêu, xong rồi về mình đối xử với họ không tốt, xong rồi mình hoài nghi họ, không cho họ cơ hội giải thích. Bạn cũng vậy thôi, trong tình yêu nếu ai đó nói xấu bạn, bạn cũng muốn người yêu của bạn sẽ bảo vệ bạn, đứng lên bảo vệ bạn, đúng không? Vậy thì bạn cũng phải là một người biết bảo vệ người ta, chứ không phải là chỉ trực chờ là đàn ông bảo vệ mình thôi đâu nhá. Là con gái chúng ta cũng phải biết bảo vệ cái người đàn ông của mình đó, bảo vệ cái thể diện cho người ta. Ví dụ ai đó có nói có cái điều gì mà không hay về người yêu mình thì mình phải xem là cái điều mà người ta nói nó xuất phát từ cái gì, người ta ghen tị với mình hay là vì người ta thực sự là người ta thấy như thế người ta nói. Mình đương nhiên là cũng sẽ phải có cái sự cân nhắc của mình, sự tìm hiểu của mình, nhưng cái điều quan trọng là gì, khi mà mình chưa xác thực được cái điều đấy thì mình cũng không thể nào mình buộc tội cho người yêu của mình được. Và cái quan trọng ấy, cái người mà người ta thực sự trân trọng và nâng niu bạn ấy, người ta cũng không tùy tiện mà người ta nói xấu người yêu của các bạn đâu đó. Nên mình phải xem xét những bạn bè của mình rất là kỹ, để nếu trong tình yêu đấy một người đàn ông mà họ cảm thấy rằng bạn bảo vệ người ta đó, thì người ta sẽ không thể nào hết cái tình yêu với bạn được. Cũng giống như là bạn ấy, ví dụ có ai đó mà chê các bạn xấu á, ví dụ như một cái người đàn ông mà biết bảo vệ bạn thì bạn sẽ hạnh phúc, còn đâu người ta không biết bảo vệ bạn thì bạn lại cảm thấy rất là chán, đúng không? Cảm thấy bực mình, khó chịu, đúng không? Thì như vậy thì mình cũng phải biết bảo vệ. Ví dụ là có ai đó mà chê người yêu của mình là xấu chẳng hạn, thế thì đầu tiên là mình sẽ nói, mình gạt cái người này là khỏi cái danh sách bạn bè luôn, đúng không? Bởi vì đây là người yêu của tôi, của bạn, tôi có bắt bạn yêu đâu mà bạn chê xấu, đúng không? Mà nếu người ta đủ trân trọng bạn, người ta cũng chả chê xấu người yêu bạn xấu trước mặt bạn cả, đúng không nào? Còn chê xấu thì lúc đấy mình không tiếp chuyện, bởi vì cái người tôn trọng mình họ phải tôn trọng cả người yêu của mình nữa, thì bạn cũng muốn là người yêu của bạn cũng sẽ ứng xử với bạn như vậy. Thì nó là cái sự qua lại đấy, mình cũng sẽ phải biết bảo vệ người yêu của mình các bạn nhé. Cái điều số 5 các bạn cần làm đó chính là cho họ biết tiêu chuẩn của bạn, rằng chỉ ngày nào họ còn trân trọng các bạn và nghiêm túc với tình cảm này thì bạn mới tiếp tục thôi, còn nếu không thì họ có thể mất bạn bất cứ lúc nào. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi thường tình yêu và chúng ta không lâu dài với nó, mà đơn thuần thì chúng ta có thể cho họ thấy được là tình yêu và ý nghĩa của tình yêu nó là nằm ở cái việc là chúng ta biết trân trọng nhau. Còn nếu như không biết trân trọng nhau á, thì dù ở bên nhau bao lâu, cái điều đấy cũng không có ý nghĩa nữa. Các bạn cho người ta tiêu chuẩn để người ta thấy rằng họ yêu bạn, họ vẫn có thể mất bạn. Nhưng nếu như họ yêu bạn đủ chân thành và họ dành cho các bạn những điều tuyệt vời thì họ sẽ luôn luôn có được cái tình yêu ngược lại từ bạn, nó cũng tuyệt vời như vậy. Đó, vừa thể hiện được cái giá trị của bạn, nó lại bày tỏ được cái tiêu chuẩn và nó khiến cho người kia cảm thấy thoải mái nhá, và họ lại sợ mất bạn. Thoải mái cái chỗ là không phải là bạn buộc bó buộc của người ta vào cuộc đời với bạn, mà người ta biết rằng chỉ khi nào người ta còn cố gắng, người ta còn nỗ lực, người ta còn trân trọng, người ta còn sống tốt đẹp thì người ta mới có được bạn thôi. Thì đấy là những cái điểm của một cô gái mà sẽ được cái người đàn ông nâng niu, trân trọng và coi là đặc biệt trong cuộc sống của họ. Thiếu những điểm này thì rất khó để một người đàn ông có thể coi các bạn đặc biệt như thế. Và đặc biệt là Toàn có làm một khóa học có tên là ứng dụng luật hấp dẫn, biến mọi điều bạn muốn trở thành hiện thực. Trong đó các bạn hoàn toàn có thể biến cái mong muốn là mình có một người đàn ông nâng niu mình, trân trọng mình và coi mình là đặc biệt trở thành hiện thực. Đó, bởi vì các bạn được có trong đầu, các bạn mới có trong tay, và khóa học hướng dẫn các bạn những cái điều, những cái nguyên tắc rất là quan trọng trong luật hấp dẫn, làm sao để ứng dụng nó thành công và biến bạn trở thành cái người khác biệt ấy. Cái số rất là ít, cái phần trăm rất là ít có thể ứng dụng luật hấp dẫn thành công và hạnh phúc. Bởi vì luật hấp dẫn thì ai cũng biết rồi, nhưng không phải ai cũng biết cách ứng dụng nó đúng như, gắn như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Và tin mình đi, nếu như bạn thực sự làm theo những cái điều mà trong khóa học đó mình chỉ dẫn ấy, thì các bạn muốn khổ trong tình yêu cũng không được, muốn bất hạnh trong tình yêu cũng không được, bởi vì khóa học đó hướng các bạn và dẫn các bạn đến cái hành trình của cái việc có những cái điều bạn muốn trong tình yêu. Để tham gia các bạn hãy lên Google gõ Toàn Nguyễn Hạnh Phúc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó kéo xuống có khóa học, đăng ký càng sớm càng tốt nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn cũng có câu hỏi và muốn được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì hãy lên Google có Toàn Nguyễn Hạnh Phúc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó các bạn kéo xuống ở phần giữa trang có Messenger
ấy, hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó hoặc liên hệ với mình để được tư vấn có phí nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ. Chị ơi, em và anh ấy quen nhau cũng được 1 năm rồi. Khoảng 6 tháng đầu thì có thể anh ấy xem em là bạn thiệt. Nhưng khoảng 6 tháng gần đây thì em thấy như anh ấy đã thích em rồi. Anh ấy cũng có nói với em là thương em. Mặc dù tụi em quen nhau được 1 năm nhưng mà tụi em chỉ mới gặp nhau được vài lần thôi ạ. Do tụi em ở khá xa nhau. Lúc gặp thì anh ấy còn quan tâm em. Còn trong tin nhắn thì tụi em nói chuyện với nhau như người yêu vậy đó. Khoảng 6 tháng gần đây, mặc dù không nói những lời yêu thương ví dụ như là anh yêu, em yêu, nhưng ví dụ như em dỗi hay nhõng nhẽo thì anh ấy đều dỗ em. Anh ấy luôn dịu dàng với em, nhưng mà đến giờ thì anh ấy vẫn chưa chịu tỏ tình với em. Bây giờ em phải làm sao để anh ấy không còn mập mờ và tụi em có thể bước vào một mối quan hệ chính thức đây chị? Em thân mến, khi mà em muốn bước vào một mối quan hệ chính thức thì em phải cho một người đàn ông cái động lực, đúng không? Cái động lực để anh ấy biết là tại sao anh phải muốn bước vào một mối quan hệ chính thức với em, đúng không? Người đàn ông luôn luôn cần lý do. Ví dụ cảm xúc của người ta được kích hoạt ở mức độ cao, người ta muốn thổ lộ tình cảm với em thì đây sẽ là cái động lực, đúng không? Hoặc là người ta lo sợ mất em, hoặc là nói chung phải có một cái động lực nào đó nó thúc đẩy cái cảm xúc của người ta lên đến cao trào để người ta nhận rằng đây là cô gái mà mình yêu, đây là người mình muốn gắn bó, đúng không? Vậy thì cái điều mà em cần làm chính là cho cái người đàn ông này có cảm giác rằng đây chính là cô gái mà anh ấy yêu này, đây chính là cô gái lý tưởng mà anh ấy muốn có này, và kích hoạt cảm xúc cho anh ấy lên đến cao trào này. Đó, thì khi em làm được những điều đấy thì người đàn ông mới có động lực để tỏ tình với em, đúng không? Để chính thức mối quan hệ này với em. Vậy thì làm sao để làm được điều đó? Thực ra để cụ thể chi tiết thì chị cũng đã từng làm một cái khóa học có tên là Tán Tỉnh Đỉnh Cao. Chị chỉ dẫn các bạn cái cách làm sao để dần dần đưa đối phương vào trong trạng thái cảm xúc đó là có tình cảm với bạn, tình yêu đấy lớn dần, rồi bắt đầu kích hoạt cảm xúc lên cao trào để rồi họ phải thổ lộ tình yêu với các bạn. Và đặc biệt với con gái thì càng cần cái khóa học này để mình biết kích hoạt cảm xúc của đối phương, để mà mình tán mà như không tán. Mình tán họ mà họ có cảm giác như họ đang tán mình, họ đang chinh phục mình mà họ muốn có được mình vậy đó. Đó, còn ở đây em yêu anh ấy theo một cái cách rất là tự nhiên. Và chính vì tự nhiên ấy, người ta cảm nhận được cái việc là em thích người ta rồi. Người ta chưa là người yêu của em nhưng đã có đặc quyền của một người là người yêu rồi. Thì thành ra là người ta không có cái cảm xúc cao trào. Đó, nên chị nghĩ rằng trong tình yêu cũng như trong kinh doanh, chúng ta đều phải có chiến thuật của mình, đều phải có chiến lược của mình để kích hoạt cảm xúc và thúc đẩy cái mong muốn, cái khao khát được yêu thương của đối phương. Làm như thế nào để làm được điều đó? Chị nghĩ rằng là đầu tiên em phải làm một cô gái có giá trị ở đây để xác định cho mình là mình muốn một cái tình yêu như thế nào và mình xứng đáng một cái tình yêu như thế nào. Em phải biết là em muốn một cái tình yêu mà ở đấy cả hai đều dành cho nhau cái sự trân trọng nhất. Coi tình yêu, niềm vui, hạnh phúc của đối phương là quan trọng. Nói chung, một cái tình yêu mà có thể vượt qua rào cản về thời gian, về địa lý, về vị trí khoảng cách để có thể dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, nói chung là một tình yêu đích thực. Và cái điều số 2, chị muốn em phải biết em xứng đáng với một người đàn ông nhìn ra những giá trị đặc biệt của em, trân trọng những giá trị đấy để cho em một cái tình yêu đích thực như vậy nhá. Đầu tiên là cái việc em phải làm với cái tinh thần của mình là phải biết mình xứng đáng, được không nào? Mình hướng tới một tình yêu thế nào và mình xứng đáng với tình yêu đấy. Em phải xác định cho chị cái điều này trước đã. Sau đó trong quá trình nói chuyện với người đàn ông này, em phải có đủ cái sự tinh tế để không có quá lộ liễu thể hiện rằng mình đã thích anh ta rồi. Như cái thể là ôi bây giờ em chỉ trực chờ làm người yêu của anh thôi, anh ngỏ lời cái đồng ý luôn. Đàn ông không bao giờ thích bắt cá ở trong giọ. Họ thích đi câu cá chứ họ không thích bắt cá ở trong giọ, được không nào? Những cái điều em làm bây giờ nó khiến cho người đàn ông thấy rằng em chính là con cá trong giọ rồi, chẳng cần tỏ tình cũng đã muốn là người yêu rồi. Người ta cảm nhận được điều đấy rồi. Bởi vì chưa gì mà em đã giận dỗi để người ta dỗ rồi, đúng không? Đó, thì thành ra là em cho người ta đàn ông có cảm giác em chính là một con cá trong giọ. Mà bây giờ thứ em cần làm là khiến cho em là một con cá ở trong ao, để anh ấy thấy em khó nắm bắt, được không? Khó nắm bắt thì em phải có một cái chiến thuật như thế này. Khi em nói chuyện với đàn ông phải để cho họ còn nghi ngờ là liệu em có thích anh không? Đó, em có tình cảm với anh ấy không? Em thích anh ấy ở mức độ nhiều hay ít? Đó, anh ta không nắm bắt được những cái đấy thì em bắt đầu trở nên khó nắm bắt và bắt đầu anh ấy có nhiều cảm xúc với em hơn. Làm như thế nào để thể hiện được điều đó? Em có thể mỗi một ngày em vẫn nói chuyện với anh ấy nhá, đôi khi có cái sự thả thính, đôi khi có cái chuyện sự nói chuyện giống như thể là ồ mình cũng rất là thân thiết rồi đấy,
nhưng đôi lúc lại có một cái sự khách sáo nhất định để cho anh ấy hiểu rằng cô ấy với mình khá là thân thiết đấy, nhưng mà nó cũng chưa đến cái mức độ mà cô ấy là của mình. Vậy cô có thích mình không nhỉ, cô có yêu mình không nhỉ? Vậy để cho anh ấy phải băn khoăn như thế, chứ không thể hiện như em ấy, như em đang làm là người ta chắc chắn rồi, người ta hiểu là em thích người ta rồi đó, cho nên là người ta không có động lực để người ta tỏ tình, được không? Cho nên là đôi lúc em phải làm như thể là ồ chúng ta chưa là gì của nhau vậy đó, nói chuyện một cách khách sáo. Anh mà quan tâm em thì em bảo ồ em cảm ơn anh nhé. Nói chung là đôi khi nói chuyện một cách khách sáo, đôi lúc lại gieo yêu thương vào người ta, nói những cái điều mà đàn ông thích nghe, ghi nhận, nói chung xây dựng một hình tượng một cô gái dịu dàng này, biết lắng nghe này, là một bến đỗ bình yên này, luôn biết cách động viên người khác này. Nói chung em biến em trở thành một cái nguồn của niềm vui đó. Nhưng mà khi em đã làm một cô gái rất là tuyệt như thế nhưng em lại không phải là thuộc về anh ý, để anh có cảm nhận rằng cô ấy vẫn chưa phải là của mình. Đôi khi em khách sáo này, đôi khi em nói những lời cảm ơn này đó, đôi khi em lại không có quá vồ vập đó, nó khiến cho người ta có cảm giác là em khó nắm bắt, và nó khiến cho người ta muốn làm rõ về mối quan hệ này. Khi em đã gieo yêu thương đủ rồi, khiến cho người đàn ông này nhận ra một cái hình tượng, hình mẫu một cô gái lý tưởng, vừa dễ thương, xinh xắn, đáng yêu, tinh tế trong cách nói chuyện, biết tạo niềm vui cho người khác, không gây áp lực cho người khác. Chứ còn chưa là người yêu em giận dỗi để làm cái gì, đúng không? Người ta chưa là người yêu em đã cho người ta đặc quyền là người yêu rồi thì không được, đúng không? Để cho người ta luôn luôn phải săn đón em, nghĩ đến em. Rồi được một thời gian nữa là em im lặng với chị đó. Em đột nhiên biến mất và khiến cho người ta phát điên lên. Người ta không hiểu điều gì đang xảy ra. Hôm trước mình còn nói chuyện với cô ấy rất là vui vẻ mà, một cô gái dễ thương như thế, đáng yêu như thế, luôn là một cái niềm vui của mình. Tự dưng bây giờ cái niềm vui đấy bị ngắt, bắt đầu người ta hụt hẫng, bắt đầu người ta muốn được nói chuyện với em. Lúc đấy em sẽ đẩy ra, em sẽ nói ôi giờ này em làm sao thế, như thế nào, có phải anh đã làm gì sai không? Thì lúc đấy em lại nói chuyện rất bình thường, không, không có gì đâu anh ạ, anh có làm gì sai đâu. Đó, mình cứ nói trả lời như vậy. Nhưng mà tự dưng từ đấy về sau em lại lạnh lùng hơn so với bình thường, và người ta bắt đầu, nó kích thích người ta không muốn cái cảm giác đấy, người ta không muốn mất em. Bắt đầu người ta phải thổ lộ tình cảm, người ta sẽ nói ra là thế rốt cuộc em coi anh là cái gì, em có biết là trong khoảng thời gian qua là anh rất là nhớ em, anh rất là khó chịu khi em đối xử với anh như thế này đấy, em có biết em đang trêu đùa với tình cảm của anh không. Lúc đấy bắt đầu người ta thổ lộ tình cảm ra, bắt đầu em mới đẩy ra và em nói rằng vậy thì em là gì của anh, đối với anh em có ý nghĩa gì, hoặc là em nói rằng em có là gì của anh đâu, ví dụ thế. Thì bắt đầu là người ta thấy như vậy, bắt đầu người ta mới nói ra, người ta thổ lộ ra, thì người ta sẽ nói ôi chẳng lẽ từ trước đến nay tình cảm của anh dành cho em không cảm nhận được sao. Ví dụ thế, bắt đầu để người ta thể thổ lộ tình yêu, bắt đầu là em là cái người mồi và người ta là người bùng lộ, đúng không? Thì từ đấy mới có được cái tình yêu, rồi có sự tỏ tình của đối phương chứ, đúng không? Đó thì phải từng bước kích hoạt cảm xúc cho đối phương như vậy. Và để cụ thể hơn thì chị có làm một khóa học có tên là Tán Tình Đỉnh Cao. Chị nghĩ rằng đây là khóa học cần thiết với tất cả các bạn nam, cả bạn nữ. Nói chung bất kỳ một bạn nào muốn được có một tình yêu tiến đến với nhau một cách tự nhiên nhất, đích thực nhất, mà kích hoạt cảm xúc cho đối phương cao nhất, mà các bạn cuốn hút nhất trong tình yêu đấy, đó, thì các bạn nên sở hữu cái khóa học Tán Tình Đỉnh Cao này các bạn nhé. Để tham gia khóa học thì hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn, sẽ ra cái trang của mình, sau đó kéo xuống tìm khóa học Tán Tình Đỉnh Cao, đăng ký. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.